Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện: Như Lai tán thán phẩm thứ sáu, Đức Phật phóng quang dẫn bảo. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hàng hạ sát các con nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các con nước của chư Phật rằng: Tất cả các hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay tôi ngợi khen cao bài những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát cho mười phương thế giới hiện cái sức từ bi ai thành không thể nghi bàn để cứu giúp tất cả tội khổ của chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng hàng trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả mọi sự khổ và chứng cảnh vui niết bàn Phổ Quảng thưa thỉnh. Nói là ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần cũng lớn có thể nghĩ bàn như thế, trong mong Đức Như Lai là về những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tiên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát để làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời gồng bắt bộ và những chúng sanh đời sau. Kính vâng lời dạy của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật hỏi ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tôi chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà đã lượt những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát để làm lợi ích cho hàng trời cùng người. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: Trong đời sau, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc lấy mộ, người đó sẽ qua được tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào hoặc là hạ vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đâu loại 100 lần, vĩnh viễn không còn xa đạo và chỗ ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phúc trời đã hết, sanh tướng chúng nhân gian vẫn còn thường làm vị quốc vương, chẳng hề mất sự lợi ích lớn. Khỏi nữ thân, nếu có người nữ nào nhằm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của ngài Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cắt bằng nắp đá cây sơn đồng sắt, ngày ngày đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa chàng phan tiền bạc vật báo cúng dường như thế mãi không thôi, người thiện nữ đó sau khi mạng mọi thân gái ở hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp không còn sanh vào cõi nước có người nữ, huống là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ phát nguyện về thọ thân gái để đổi chúng sanh nương nơi phước cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân xinh đẹp lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào nhàm chán thao xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong trăm nghìn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái thời lên trăm nghìn mốt đời thường làm con gái nhà vua cho đến vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì cái lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà nặng phước lợi như thế. Quỷ thần hộ vệ lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau nếu có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chọn các thứ kỹ nhạc nhân ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến háo một người hay nhiều người, những hạng người trên đó ở đời hiện tại và thọ vị lai sau thường được trăm ngàn quỷ thần này đem theo hộ vệ, còn không cho những việc không giữ đến tay người đó, huống là để người đó phải chịu những tai vạ bất ngờ khinh chê mắc tội. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau có người ác ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bỗng sanh khinh chơi cho là không có công đức cùng không có sự lợi ích lớn, hoặc nhăn gan ra cười, hoặc chơi sau lưng, hoặc chơi trước mặt, hoặc khiên bảo người khác cùng chơi, hoặc khiên một người cùng chơi hay nhiều người cùng chơi cho đến sanh lòng chơi ba trong chừng một niệm, thời những kẻ như thế đến sân y một ngàn đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả vì tội bất kinh chơi, nó vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng, qua hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến một ngàn kiếp sau mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người, dù được làm người nhưng ở vào hạng bằng cùng hạ tiện tập nguyện thiếu sức hay bị nghiệp ác gần một nơi thân, không bao lâu là thể bị đọa lần chốn ác đạo nữa. Này Phổ Quảng Bồ Tát, khinh chơi người khác cúng dường một hồi mắc phải tới báo xấu khổ như thế, huống là tự sanh ác kiến mà khinh chơi phá diệt tiêu diệt tội chướng. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đang nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi hành định lao bệnh bại trong giấc ngủ kêu ghế thê thảm thục khổ, đó là bị nơi nghiệp đạo lượng đói cho quyết định là khinh hay trọng, nên thật là khó chết thật là khó lành,
mất phần tục của kẻ nam người nữ trên thể điện gọi được việc nó, cho nên đối chứng hình tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng và đọc kinh này một biến, hoặc lấy những món vật kiên của người bệnh thường ưa tiếc lên nhà y phục, đồ vật báo, nhà cửa gần vườn, đối chứng người bệnh các tiếng lớn và sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối chứng kinh tượng, đem những cô vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của chư Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng tháp chùa, hoặc tháp tình dường tháp cúng, hoặc cúng vào cửa hồng trụ, sướng lên như vậy bao lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hệ thọ đã giúp, thời hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng xuất bạch như trên mà lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh nó mạng chung, thời giàu tuổi trước có tội vạ nặng, nhẫn đến năm tội vô gián cũng đều thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc được chết của mình. Huống là những người hiện nam người hiện nữ nào, để có thể tự mình đi chép kinh này, hoặc bảo người khác bên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát cho đến bảo người khác vẽ đắp. Thời những người đó sau khi thọ bảo báo cái đại nhiều lỡ lớn. Này Phổ Quang Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến trong một niệm gọi khen kinh này, hoặc có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng chân mình phương trước khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng chứ đừng thoái thấp. Thời có thể được chân mình muốn công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai siêu độ vô linh. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, như những chúng sanh đề xa hoặc trong giấc ngộ hoặc trong chiên bao, thấy các hạng quỷ thần nhận đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã hoặc khóc lóc, hoặc thăng thẳng hậu gục việc cầu gỉ, hoặc hải hồn hoặc sợ sệt, đó đi là vì hoặc cha mẹ, con em hoặc chồng vợ, quyến thuộc trong một đời, mười đời hay trăm đời vào thảo quá khứ, bị đò lạc hoặc chúng ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trong mong vào phước luật nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về bất bảo với người có tình cúc nhục trong đời trước, cầu mong là phương tiện về để hầu được thoát khỏi chúng ác đạo. Này Phổ Quang Bồ Tát, ông nên dùng sức oai thần của mình khiến cho hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này một biến, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến cho đến bảy biến. Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắt trong ác đạo kia, khi tiếng tụng đọc kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đạt được giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ chẳng còn thấy hiện về nữa. Siêu độ vô minh, khỏi nô lệ. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, như đời sau này có nhận hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai hoặc tớ gái, nhận đến kẻ chẳng có quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước trên ga gặp phải xăm nói đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Những hạng người trên đó sau khi mạng báo thân hạ hạng tiện ở hiện đời, trăm nghìn muôn đời về sau cùng được sanh vào bậc tôn quý, chọn không bao giờ phải sao đạo một chút ác đạo nữa, sanh con dễ nuôi. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, về trong thỏ sau này nơi cõi Di Phù Đề, trong hạng sắc đế lợi và la môn chữ giả tu sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ và con trai hay con gái, nội trong 7 ngày sớm bị đứa trẻ mới sanh ra đó và tụng kinh điển không thể nghĩ bạn này, lại vì đứa trẻ đó niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng đủ một môn biến. Được như vậy thời đứa trẻ cha hay gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vợ chi cũng đều thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi để thêm được sống lâu. Còn nếu như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được ăn vui ơn cùng sống lâu hơn. Ngài thập trai tụng kinh được phước. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, gần 18, 23, 24, 28, 29, 30, 10 ngày cho trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhân lại để quyết định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trên cõi Di Phù Đề không có điều gì mà chẳng phải là tội lỗi, huống là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp tai nhầm tài dâm bổn ngữ trong điều tội lỗi. Về đời sau nếu có những chúng sanh nào trong 10 ngày trai kịp trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh đọc tụng kinh này một biến, thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng năm tay nam bắc trong khoảng 100 gia tuần, không còn xảy ra những việc tai nạn, còn chính chỗ nhà người đó ở tách cỏ mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai trăm trăm nghìn năm xa hẳn khỏi các ác đạo. Trong 10 ngày trai trở trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay là cho những người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này Phổ Quang Bồ Tát, vì thế nên biến ngài Địa Tạng Bồ Tát có bắt khảo thí trong ngàn muôn ức những sự oai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Di Phù Đề có nhân duyên rất lớn với ngài Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc thấy được hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này,
Hồi những người đó hưởng sự an vui lợi hưởng trong đời hiện tại, tranh ngành muôn đời về vị lai thường được thắp sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh. Khi Đức Phật Như Lai tiên bày ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Tích Thế Tôn, từ lâu con đã gọi biết vị đại sĩ này có thần lực công đại, nguyện lực khổng lớn, không thể nghĩ bàn như thế rồi. Xong mày muốn cho những chúng sanh đời sau gọi biết các sự lợi đó nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con luôn bố như thế nào? Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát: Kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì Ngài Địa Tạng từ thọ kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu chắp tay cung kính lễ Phật hồi lui ra. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha.